chào Minh Sư, xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng đến với một game show rất là thú vị về luật an toàn giao thông ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi mang tên Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, rất là quen thuộc thôi, mỗi tuần thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhau trên sân chơi dành cho những nghệ sĩ và đặc biệt là những người trẻ tham gia vào chương trình này. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Ngày hôm nay lại là hai đội chơi mới, họ sẽ phải thách đố với nhau. Trải qua 3 vòng thi đấu, nếu như đội nào có số điểm cao hơn, họ sẽ có cơ hội bước vào vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Ăn và mang về nhà 50 triệu đồng. Wow, đây chính là giá trị tiền thưởng cao nhất của chương trình. Và chúc cho những người chơi ngày hôm nay cùng với tất cả quý vị khán giả sẽ cảm thấy thật là vui với chương trình nhé. Còn bây giờ, hãy cùng với Minh Xù làm quen với hai đội chơi. Xin mời! Hai đội đã luôn! Trời ơi, dễ thương! Yeah! Yeah! Đập tay cái nè! Yeah! 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 Ngày hôm nay ra cái đội hình quá tươi rồi đó. Tôi thấy là cái đội hình này nó theo cái hình zig zag nhỉ? Nè, xuống, lên, ok? À, bây giờ là thôi để cho đội của bé Xù luôn giống Minh Xù, Vi Xù giới thiệu đội của mình cho tất cả quý vị khán giả biết nha. Dạ, quý vị khán giả đang xem truyền hình, em là Vi Xù, hiện em đang là diễn viên ạ. Dạ, đây là bạn An, bạn chơi cùng em. Mình là An, hiện tại mình 24 tuổi, mình cũng là diễn viên tự do. Thôi đứng bên đây nha, để lắng nghe đội thứ hai người ta giới thiệu đây nè. Dạ, xin mời đội nhà mình luôn anh. Lời đầu tiên thì xin cho phép em chào anh Minh Xù, chờ đội cùng chơi và các bạn khán giả đang xem chương trình Về Nhà Đi Ăn. Mình là diễn viên Luan ạ. Dạ. Còn đây là bạn chơi của mình. Dạ chào tất cả mọi người, chào anh Minh Xù và đội bạn. Em tên là Thanh Thảo ạ. Dạ hết rồi ạ. Dạ cảm ơn Thảo. Dạ. Hỏi một cái câu liên quan về giao thông đi. Thế có bằng lái chưa, Vi Xù? Dạ. Hỏi là chưa đó. Sao anh em? Dạ em có bằng lái rồi. Lái gì? Dạ bằng lái xe máy. Hỏi thiệt có bằng lái xe chưa? Dạ. Chưa đúng không? Toàn là được người ta chở không à. Có dự định là thi bằng lái không để biết lái xe? Dạ năm nay em tính là sẽ thi bằng lái. Dạ, thi bằng lái xe gì? Xe 4 bánh. Xe 4 bánh, ồ xe ô tô đúng không? Được, mình không thi bằng lái xe 2 bánh nhưng mà mình có điều kiện mình thi 4 bánh vẫn được, đúng chưa? Miễn sao là an toàn là được. Nè, em đã bao giờ rơi vào một cái trường hợp mình vi phạm luật giao thông chưa? Em không hiểu sao mà em cứ bị phạt hoài có một lỗi đó thôi anh. Lỗi mà... gì? Dạ lấn lên. Lấn lên. Thật sự là em có một cái suy nghĩ đó là mỗi lần em ra đường cứ nghĩ là em chạy sát vô cái lề là thế này em cũng sẽ gặp con chó, cho nên là em suy nghĩ là em phải chạy rời ra phía ngoài mà tâm lý. Dạ đúng rồi, lấn lên xong rồi em tỉnh lại là em gặp chú công an luôn. Nhưng mà thật sự á, đúng nghĩa là giống như Thảo có chia sẻ đó, là mình hay bị tâm lý thôi, là không biết là ở bên lề đường nó có cái gì nó tràn ra hay không. Dạ đúng. Đó cho nên là mình hơi cẩn trọng, nhưng mà cẩn trọng ở đây vẫn phải để ý tới cái len đường em ha. Dạ. Chứ không thôi là bị phạt hoài. Còn Lưu Anh thì sao? Dạ cũng đôi khi anh, tại vì thực sự em là một đứa rất là thích hát. Khi em chạy trên đường em hay hát lắm, xong em hát em quên mọi thứ xung quanh. Có nghe nhạc không? Có đúng chưa? Dạ. Cái này là cái quy định của Bộ Luật An toàn Giao thông luôn, là chúng ta phải tập trung khi lái xe. Dạ, không đúng được đeo tai nghe mà nghe nhạc lớn quá, đôi khi mình không nghe được cái còi xe bên ngoài. Những khi cái xe đằng sau người ta muốn lấn đằng trước, người ta hay bóp còi để báo hiệu đó, mà mình không nghe được thì đôi khi là mình lại phạm luật giao thông mà không an toàn cho cái người bên cạnh nữa, đúng dạ, không? Đúng. Thế ngày hôm nay có thêm kinh nghiệm nữa. Dạ, có thêm rồi. Bỏ qua những sự không vui với những cái kỷ niệm mà chúng ta đã từng trải qua của hai đội chơi ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời hai đội nghĩ ra cái tên cho đội của mình để mình quyết đấu với 4 vòng thi. Sóc nâu. Sóc nâu sẽ chỉ qua đây. Dạ ý là nâu nâu đó chung chung. À nói chung hả? Đội sóc nâu còn bên đây. Bên đây một cái tên rất là hùng dũng. Hùng dũng. Một mạnh mẽ. Thực rất sự mạnh rất là mẽ mạnh luôn anh. 1 2 3 Báo hồng. Tại vì hôm nay bé nó học mặc dạ, áo màu hồng anh. Thì là báo hồng thì cũng được. Sóc nâu và báo hồng. Dạ. Chúc hai đội ngày hôm nay nhá sẽ quyết tâm nhá. Cứ mỗi vòng thi chúng tôi sẽ có nhiều thử thách cho các bạn. Cố lên. 1 2 3 về vị trí của mình. Quý vị thân mến, hai đội chơi của chúng ta cũng đã sẵn sàng để tham gia những vòng thi rồi. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi đến với vòng đầu tiên mang tên Khởi Động. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Đây là vòng khởi động. Hai đội thân mến, chương trình sẽ có một cái luật rất là đơn giản như thế này. Vòng 1 khởi động. Tại vòng 1 sẽ có hai lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo.
Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi mọi biển báo xuất hiện trên màn hình LED, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Một biển báo đúng sẽ tương ứng với một điểm. Mời các bạn chọn thành viên đầu tiên để thi đấu. Em đi trước à? Em đi trước. Có lý do gì mà Visu muốn An ra thi đấu trước ạ? Em vẫn muốn xem các bạn chơi trước để chuẩn bị tinh thần. Rồi. Dạ, em trước đây. Em thi trước luôn? Dạ, đúng rồi. Bên này An thi đó nha, đàn ông thi. Dạ, không sao anh. Mời Lưu Hanh cũng như là Visu, chúng ta sẽ về vị trí bên này. Bây giờ phải dặn dò người ta đi để cho người ta thi đấu đầu tiên kìa. Thảo ơi, cố lên. Anh yên tâm, tin nữa em. Anh tin nữa em. Em sẽ làm được. Visu. An ơi, cố lên. Yeah. Yeah. Và bây giờ, sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Biển báo đầu tiên, xin mời. Mời Thảo. Dạ, cái này là biển báo cấm không có cho bóp còi kèn xe ở cái chỗ mà có xuất hiện biển báo đó. Và đây là một đáp án chính xác. Yay. Một điểm đầu tiên, biển báo cấm bóp còi. Ở trong trường hợp nào sẽ xảy ra cái biển báo này, Thảo? Em nghĩ là chắc là ở trong khu đông dân cư. Dạ, những cái nơi như vậy. Gì nữa em? Những nơi mà gần bệnh viện nữa. Hợp lý luôn, đó. Ở những cái khu vực mà chúng ta cần sự yên tĩnh nhiều hơn, đúng không? Đây là, anh thấy cái còi này là cái còi mà của xe tải hoặc là xe container này đó. Nó hơi to đúng không? Sẽ gây ra cái sự, một là náo loạn, hai là cảm thấy giật mình dành cho tất cả những người xung quanh. Chúc mừng, một điểm đầu tiên thuộc về Thảo. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Dạ, lần này là lượt của An, xin mời. Dạ, cái này là cấm xe ô tô quay đầu. Nó có cái gì mà em nghĩ là cấm xe ô tô quay đầu? Dạ tại vì xe ô tô rồi cái biểu tượng quay xe nên em nghĩ là nó cấm xe ô tô quay đầu. Thì có cái xe ô tô thì có cái quay đầu và có cái biển báo cấm là cấm xe ô tô quay đầu. Đây là một đáp án không thể sai được. Chúc mừng. Quá là hợp lý đúng không ạ? Biển báo cấm ô tô quay đầu xe. Và bây giờ sẽ là biển báo số 3. Dạ. Thảo. Dạ cái này là hạn chế tốc độ không được quá 50. Đúng không? Đúng. Tự tin bao nhiêu phần trăm? 100%. Nhưng ở đây có 50. Anh đừng làm em hoang mang anh. Em tin là đúng mà. Thì em tin là đúng thì anh có nói nó sai đâu. Chúc mừng. Đó chính là biển báo tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h ha. Hoàn toàn hợp lý. Và đây là biển báo tiếp theo. Dạ, lần này là lượt của An, xin mời. Biển báo dốc lên nguy hiểm. Dạ, hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Ủa, An vi diệu quá. Biển báo dốc lên nguy hiểm. Một điểm thuộc về An. Wow. Chúc mừng. Cố lên ở biển báo này, xin mời. Mời em. Dạ, cái này là biển báo cảnh báo đường 2 chiều. Cảnh báo đường 2 chiều. Vì có mũi tên 2 chiều. Dạ, hai cây lên xuống. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Lấy lại phong độ chứ. Biển báo đường 2 chiều. Và biển báo tiếp theo sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Một lần nữa Thảo. Dạ cái này là biển báo cảnh báo giao nhau với nơi có tín hiệu đèn giao thông. Dạ đây là một đáp án. Chính xác. Chúc mừng. Một điểm nữa dành cho Thảo. Đây là biển báo giao nhau có tín hiệu đèn. Tiếp tục nào. Rồi, mời An. Cái này là hạn chế chiều dài của xe tải. Hạn chế chiều dài của xe là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đối với chúng ta thì có rất là nhiều loại xe, xe ô tô hoàn toàn khác nhau. Và đây là biển báo hạn chế chiều dài của xe ô tô. Có nhiều loại ha. Nếu như mà dài hơn cái mức độ này thì chúng ta sẽ không được phép di chuyển vào cái khu vực này. Và một điểm dành cho An An. Tiếp tục, xin mời biển báo tiếp theo. Mời Thảo, phân tích đi em, nó có cái gì? Cái này là em biết chắc là biển báo cảnh báo nguy hiểm nè. Đúng, đây là cái gì? Và biển báo 4. Cảnh báo là có chướng ngại vật. Biển báo cảnh báo có chướng ngại vật. Cười tươi lắm, ổng cũng không biết đâu. Đây là một đáp án. Xin sang em? Không. 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 Không sai em à, đúng rồi, chúc mừng. Biển báo chú ý là có chướng ngại vật ở phía trước. Hoàn toàn chính xác. Một điểm nữa dành cho Thảo. Tiếp tục. Bấm. Mời An. Dạ biển báo chỉ dẫn là làn đường của xe ô tô.
biển báo chỉ dẫn làn đường của xe ô tô. Đây là một đáp án chính xác. Những chiếc xe ô tô này thì nó lại nhỏ cho nên là gọi là xe ô tô con. Đây là biển báo làn đường dành cho xe ô tô con. Chúc mừng một điểm nữa thuộc về đội của bạn An. Và đây là biển báo cuối cùng dành cho hai bạn. Cố gắng nhé, xin mời. Mời Thảo. Dạ cái này là em biết nè, em biết chắc luôn á. Cái này là biển báo cảnh báo có cầu tạm. Biển báo cảnh báo có cầu tạm. Tại sao em nghĩ nó là cái cầu? Em cứ có cái tật mà em thấy cái gì mà em không biết, em tò mò là em phải tìm cho ra được á anh. Em cũng thấy nó trên đường. Xong rồi em chụp hình lại về em search trên Google là em nhớ là cái cầu tạm đó. Dạ. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Biển báo cầu tạm. Thực sự có rất là nhiều những cái tượng hình ở trong cái biển báo giao thông để cho tất cả chúng ta có thể nhận biết nó một cách dễ dàng hơn. Tại vì nếu như mà nhìn vô bức hình mà mình không biết nó là cái gì thì đôi khi là mình cũng không biết luật luôn, thì nó sẽ vi phạm một cách rất là dễ. Cho nên là bộ luật giao thông sẽ gợi ý một cách rõ ràng nhất cho tất cả mọi người ha. Rất đơn giản thôi, ngày hôm nay các bạn đã hoàn thành xong lượt đầu tiên. Điểm số hiện nay như sau. Đội Sóc Nâu, các bạn đang có 4 điểm, chúc mừng. Đội Báo Hồng, chắc chắn rồi, các bạn có 6 điểm. Lượt thi đấu đầu tiên, đội nhà mình có vẻ là mang về phần thắng đúng không? Dạ đúng. Thế Vi, em có muốn nói gì với Luhan trước khi mà tới lượt của mình chơi không? Cho dù mình cùng công ty nhưng mà Su là nữ nha luôn, okay. Nhường Su một xíu. Mời các bạn về vị trí của mình. Hỡi hai thiên thần áo trắng, hãy tự tin lên nào. Chúng ta không biết cái gì cũng nên giành quyền trước đi đã. Rồi, ví dụ em tự tin bao nhiêu phần trăm? Chấm hả? Chậm hả? Chậm nha luôn. Theo như bản thân anh thôi, anh thấy là Luhan dù gì là con trai cũng sẽ đi xe nhiều hơn, đúng không? Ví dụ mình ngồi đằng sau cũng là lợi thế, mình quan sát nhiều hơn, đúng chưa? Rồi, 50-50 thuộc về các em. Lượt thứ hai bắt đầu, biển báo đầu tiên. Báo Luhan. Dạ, biển báo này là biển báo cấm xe công nông. Không, cấm đẩy mấy cái chiếc xe nó thô sơ đó anh. Xe thô sơ hả? Đúng rồi. Có nghĩa là cấm những cái người mà đẩy cái xe này ở dạ. Khu vực đó phải không? Biển báo cấm mấy cái người này đẩy xe ở khu vực đó. Nói chung thì người đẩy xe ha, rồi hoặc là kéo xe, tại vì có đẩy thì có kéo. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo cấm xe người đẩy hoặc là kéo. Chúc mừng Luhan, một điểm đầu tiên thuộc về mình. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Anh ơi, em nói thật một điều, bên này hư. Không hư em, em mới bấm được, nhưng mà tại vì Luhan bấm trước rồi. Biển báo này là biển báo... Có cái gì em phân tích đi. Dạ, nó là biển báo nguy hiểm đá lở. Biển báo nguy hiểm đá lở. Đá lở. Và đây là một đáp án. Đúng, chúc mừng. Nó có cái hình như thế này, nó giống như cái núi đúng không? Nhưng mà nó không có được thăng bằng cho lắm, cho nên chắc chắn ở bên trên sẽ có những cái viên đá lở tràn xuống phía dưới. Đây là biển báo đá lở bên trái. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Ê! Vi, Sù, lần đó, này... Được rồi, được rồi mọi người. Lần này cái chu có hư không em? Dạ, dạ, không, không, không. Không cái... hư, không hư nữa. Cái này là đường có cầu vượt. Đường có cầu vượt gì? Đường có cầu vượt, có đường rẽ phải xuống dưới cầu. Nó hơi vòng vòng ha. Đường có cầu vượt cắt ngang. Đường có cầu vượt cắt ngang. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đây, tụi em thấy đây là biển báo tuyến đường cầu vượt cắt qua, dành cho những tuyến đường mà những cái phương tiện giao thông khi di chuyển đó thì chỉ được đi thẳng hoặc là rẽ trái mà thôi, bởi vì báo hiệu là có cầu vượt cắt qua. Đúng câu này chúng ta được một điểm, nhưng thừa thắng xông lên đi em nha. Mời biển báo tiếp theo. Đó, ví dụ thời tới cảm nổi em ơi. Thời tới rồi. Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác, chúc mừng em. Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa. Và đây là biển báo tiếp theo. Đó,
Mời Lương Anh. Dạ. Biển báo này là biển báo làn đường dành cho ô tô với lại xe máy. Đường dành cho xe ô tô và xe máy. Hoàn toàn hợp lý, chúc mừng. Bởi vì là nó hình vuông màu xanh dương đúng không? Biển báo đường dành cho ô tô và xe máy hoàn toàn hợp lý. Các bạn hãy hình dung nha. Ở trên cái biển báo đó màu xanh dương mà nó có hình của một cái phương tiện giao thông nào thì báo hiệu đường đó dành cho cái phương tiện giao thông đó di chuyển. Đó, như vậy thôi, rất là đơn giản. Và đây là biển báo tiếp theo. Mời Lưu Hành. Trạm xăng. Đổ xăng. Đổ xăng. Em hay đổ xăng lắm. Em biết. Hoàn toàn hợp lý, chúc mừng. Biển báo có trạm xăng. Rất là đơn giản thôi. Biển báo tiếp theo, xin mời. Mời Lưu Hành. Cái này tôi biết mà. Biển báo cái phía trước là cái đường nó hẹp bên trái. Và đây là một đáp án. Đúng, chúc mừng. Đúng như trong bức hình này miêu tả ha. Biển báo đường hẹp phía bên trái. Một điểm nữa dành cho Lưu Hành. Chúng ta chỉ còn 3 biển báo thôi nha. Tôi thấy là sau khi chương trình này kết thúc thì tình cảm anh em trong công ty cũng rạn nứt. Anh em gì ở đây anh? Đây anh em gì? Trời đó. Bởi vậy cái thái độ này thua là mệt nè. Biển báo tiếp theo xin mời. Rồi mời Lưu Hành. Màu vàng là cái gì? Màu đỏ là cái gì? Hình tam giác là cái gì? Thông báo là cái đường này nó hay kẹt xe. Một cái từ đồng nghĩa với kẹt xe là cái gì? Ùn tắc. Nó nói cho con bé đó căm phục khẩu phục. Đường thôi. Hay ùn tắc giao thông. Đó, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Và đây là biển báo cảnh báo là phía trước sẽ ùn tắc giao thông. Đã bao giờ em đi xe mình ngồi đằng sau thôi nhưng mà rơi vào cái trường hợp là bị ùn tắc giao thông chưa? Dạ có nhiều lắm, tại vì có nhiều lúc em đã canh giờ trước 1-2 tiếng rồi nhưng mà ùn tắc giao thông nó cũng xảy ra cũng xem thời gian tương tự luôn. Nên em hay có những show em hay bị trễ giờ. Biển báo tiếp theo sẽ là một biển báo như thế nào? Xin mời hai bạn theo dõi. Giỏi quá anh ơi. Phía trước có bệnh viện anh. Biển báo phía trước là bệnh viện. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Abisu ơi, chúng ta hãy cùng đến với biển báo cuối cùng ngày hôm nay nhé, Lưu Hành nhé. Dạ, ok. Biển báo cuối cùng, xin mời. Bấm Lưu Hành, bấm thôi. Đây là đáp án gì? Đây, biển báo nguy hiểm. Có điện cao thế. Dạ, vì sao em nghĩ là điện cao thế? Dạ, có cái sấm sét kìa nè, em thường thấy ở mấy cái ổ điện á. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. À, đặc biệt là những cái cáp điện ở phía trên, đúng không? Biển báo cáp điện phía trên. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng Ví Dụ. Và lượt thứ hai cũng đã khép lại. Để xem Ví Dụ và Lưu Hành sẽ mang về cho mình bao nhiêu điểm nhé. Ví Dụ mang về cho mình 3 điểm, chúc mừng. Lưu Hành đã mang về cho mình 7 điểm, chúc mừng. Không bỏ qua câu nào hết. Mời hai đứa về với đội mình để nghe thông báo số điểm và để xem nhé tổng số điểm của hai đội chơi như sau. Đội Sóc Nâu các bạn có được 7 điểm, chúc mừng. Đội Báo Hồng các bạn có được 13 điểm. Không sao Vi, không sao An. Đây chính là khởi động thôi. Có rất là nhiều đội chơi, vòng 1 thắng, vòng 2 thua là chuyện thường. Dạ, thanh xuân còn dài mà đúng không anh? Không em, thanh xuân cũng ngắn thôi. Trong chương trình này chỉ có 3 vòng thôi em nha. Và đây là vòng thi đấu tiếp theo mang tên Hợp Sức. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và Minh Xù xin được thông báo luật chơi cho hai đội ngày hôm nay. Đây là vòng thi đấu mang tên Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Các bạn có chia sẻ cái cảm xúc của mình gì không với vòng thi đấu này, Thảo? Cái vòng này thì chắc là em sẽ cảm thấy đỡ hồi hộp hơn á anh. Tại vì có anh Lưu rồi. Trời, em hy vọng là em sẽ dựa vào anh được lần vòng này. Còn Lưu Hành thì sao? Vòng này thì em hy vọng thì Visu sẽ bấm chuông nhanh hơn một chút xíu à. Mời Visu đáp trả liền em. Dạ nãy giờ em đã nghiên cứu cách bấm chuông rồi nhưng mà em để cho bạn bên bấm. Không, bạn em bấm cũng chậm mà. Cho nên là hai đứa làm sao? Sao nãy kìa biết bấm. Sao An? Em thấy vòng thi đấu này như thế nào? Em đã coi chương trình chưa? Dạ em nghĩ vòng thi đấu này em tự tin với chị Vi lắm. Em rất tự tin chị Vi. Đi hơi nhón nhẹ. Em tin em tin chị hả?
Trách nhiệm nặng nề trên vai. Đôi khi niềm tin nó chiến thắng em ơi. Cố lên nhá, sẵn sàng chưa? Okay, dạ rồi. Chúng ta hãy cùng nhau xem bức hình đầu tiên. Xin mời. Câu hỏi của chương trình là: theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi? Hết. Mời Thảo. Em nghĩ là hướng số 1 là chắc là không được phép không đi. Không được phép đi là hướng này rồi, là chắc chắn rồi. Không được phép đi hướng số 1. Dạ, đáp án của em là hướng số 1. Hướng số 1, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Cái biển báo giao thông cấm ở phía trên, nó chỉ có hướng số 1 là biển báo cấm đó thôi, còn những cái hướng kia đâu có biển báo nào đâu. Cho nên hướng đi số 1 là đáp án hoàn toàn chính xác. 2 điểm dành cho đội các bạn. Mời bức hình tiếp theo. Câu hỏi của chương trình như sau: để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông hết? Mời Thảo. Anh này là biển báo như là giao nhau cho đường cung cấp đúng không? Em nghĩ là chắc là phải nhường cho cái xe màu vàng đi trước đó hả? Đúng rồi, nhường chứ. Dạ, quyết đáp án nha, đúng quyết. Sai hên xui nha. Báo hồng em quyết định là cái xe này nè phải nhường cho cái màu vàng đó đi đi rẽ để trái trước. Rồi mới đi. Rồi mới được đi anh. Rồi dạ. Mới được đi thẳng đúng dạ. Không ạ? Và đây là một đáp án chính xác. 2 điểm nữa cho đội của mình. Đây là biển báo giao nhau với đường đồng cấp, có nghĩa là không có đường ưu tiên dành trong cái đoạn đường này, cho nên phải nhường cho cái xe ô tô con màu vàng này rẽ trái trước, sau đó mình được phép đi thẳng để an toàn giao thông. Cảm ơn và chúc mừng bọn em 2 điểm nữa. Avisu ơi, An ơi, tụi em có chơi không hay là nhường điểm hết à? Chơi chứ hả? Em nghĩ là chuông này hư rồi anh ơi. Bấm liền. Cũng có, này nó ghét em. Bây giờ ghét cái gì? Bấm thì được, là bấm sau chứ nói cái gì nữa. Bây giờ là bức hình thứ 3. Câu hỏi của chúng ta là: các xe phải đi theo hướng mũi tên, vậy xe nào vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời em. Cái xe mà đi sai là cái xe tải tới xe khách luôn. Rồi cái xe mô tô bên kia sai luôn anh. Ba phương tiện giao thông sai dạ. Là xe tải, xe khách và xe mô tô. Và đây là một đáp án đúng rồi. Chúc mừng. Trời ơi. Yeah. Theo như phân tích của các bạn thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà rõ ràng hơn như thế này để cho tất cả quý vị khán giả để biết nhé. Mọi người hãy theo dõi bức hình của chúng tôi. Xe khách, xe tải và xe mô tô là ba phương tiện đi sai quy tắc giao thông. Bởi vì mỗi làn đường có vạch chỉ hướng phải đi trên làn đường đó và phải chạy theo tín hiệu đèn giao thông. Và phân tích như thế này: xe khách đang chạy ở làn đường rẽ trái và đèn xanh nhưng lại chạy thẳng, cho nên là vi phạm. Xe tải ở bên dưới thì đang chạy ở làn đường đi thẳng và đèn đỏ nhưng lại rẽ trái, vi phạm luôn. Cuối cùng, xe mô tô đang chạy ở làn rẽ trái và đèn xanh nhưng lại rẽ phải. Riêng xe con là đang chạy ở làn rẽ phải và đèn xanh, cho nên xe con rẽ phải là hợp lệ. Chúc mừng các bạn 2 điểm nữa trong vòng thi đấu này. Cố gắng lên nha, đội của Visu, đội của An An. Và bây giờ là bức xa hình tiếp theo. Và câu hỏi của chương trình là: trong hình dưới đây, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Hết. Mời Visu và An An. Dạ, xe con màu xanh với lại xe máy màu đỏ. Là xe E và xe D. Vì sao? Những xe này đi sai làn đường anh. Ô tô con thì chạy làn đường của xe máy, còn xe máy thì chạy làn đường của xe khách. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. 2 điểm dành cho đội của các bạn. Chúng ta chỉ còn lại một bức xa hình cuối cùng nữa mà thôi, để xem đội nào sẽ lấy 2 điểm này nhé. Xin mời. Câu hỏi của chương trình là: các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? Hãy xếp theo thứ tự nha. Hết. Mời các bạn trả lời. Dạ là xe vàng đi trước, xong sau đó là tới xe của mình. Xe mình xong rồi mới tới xe mô tô. Xe ô tô con màu vàng đi trước, xong là tới xe của mình, và cuối cùng là xe mô tô. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Thì các bạn thấy là hiện nay chúng ta đang có ở khu vực giao nhau đồng cấp, cho nên cùng một lúc này thì xe nào ở bên phải không vướng sẽ được đi trước. Đó, theo thứ tự là xe ô tô con màu vàng, vì bên kia rẽ phải là không có gì hết, trống đúng không ạ, cho nên được quyền rẽ trước. Sau đó là xe của mình nè. Đó, vì là chúng ta đi thẳng về đường bên phải cho nên là chúng ta được quyền đi tiếp theo.
Và cuối cùng đó là xe mô tô. Bởi vì là khi trống hai bên rồi thì xe mô tô mới được di chuyển. Cảm ơn và chúc mừng cho cái cú lội ngược dòng cuối cùng của đội Visu Bán An. 2 điểm nữa thuộc về đội các bạn. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại vòng thi đấu thứ hai ở đây. Và điểm số hiện nay của hai đội chơi như sau. Đội Sóc Nâu, các bạn được 4 điểm cộng với lại điểm ban đầu của mình là 7 điểm, các bạn có 11 điểm, chúc mừng. Đội Báo Hồng, vòng này các bạn được 6 điểm cộng với 13 điểm là 19 điểm, chúc mừng. Ở vòng tiếp theo chúng ta có tới 10 điểm nữa cho đội chiến thắng. Các bạn có cơ hội lội ngược dòng, các bạn phải tự tin lên nhé. Và không biết là các bạn đội Báo Hồng, các bạn có tự tin về thể lực của mình không? Dạ tin chứ anh. Dạ em tự tin vào thể lực của em. Nhìn Lưu Hanh mỏng mỏng như vậy thôi, cho bên kia ta dày cơm. Mỏng mỏng có khi lại anh biết sầu riêng hột lép không anh? Chất lượng. Đúng rồi. Sầu riêng hột lép ha. Dạ. Bên đây em bắp chắc như bắp. Em đang làm hành động gì vậy anh? Em lực lưỡng thôi. Bên cạnh thể lực thì chúng ta cần phải có sự khéo léo và sự kết hợp của hai thành viên. Các bạn hãy cố gắng lên nhé. Chúc cho đội Vi Sù và An An, đội Sóc Nâu sẽ chiến thắng để có cơ hội lội ngược dòng. Nhưng mà vẫn không quên gửi lời chúc đến với đội Báo Hồng luôn, cho nó công bằng ngày hôm nay. Ai cũng có cơ hội chiến thắng. Mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với vòng 3 được mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu thứ 3 mang tên là Vượt Chướng Ngại Vật. Luật chơi vòng 3 Vượt Chướng Ngại Vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Hiện nay thì Minh Sù cũng đã cùng với ekip set up một trò chơi. Nó rất là khó khăn dành cho các bạn. Chúng tôi có một cái bậc tam cấp cao lên như thế này. Và đặc biệt là hai cái bục này nữa. Để làm gì ạ? Xin mời Lưu Hanh giúp anh Minh Sù nhé. Mỗi đội sẽ có hai thành viên. Các bạn thấy là ở trên hai cái cây xà ngang này, chúng tôi đã có dán một cái vạch quy định của chương trình. Tay không được chạm vào vạch quy định nhé. Chúng ta phải nắm ở bên ngoài này thôi. Sau đó các bạn sẽ phải giữ thăng bằng làm sao quả banh này nó vẫn còn ở trên hai thanh xà ngang, nhưng với điều kiện chúng ta vẫn phải di chuyển qua những chướng ngại vật đây. Phải giữ được thăng bằng làm sao người trên người dưới nhưng mà banh không rơi xuống nha. Rồi, tiếp tục nào. Đây là một cái vạch làm khó các bạn một lần nữa, nhưng cuối cùng phải làm sao đưa banh được về đích, thế là chúng ta chiến thắng. Cảm ơn Lưu Hanh. Và trong vòng 1 phút 30 giây, nếu như đội nào mang về nhiều quả banh hơn thì đội đó sẽ là đội có được 10 điểm trong vòng này. Vòng này rất cần điều gì? Mời Thảo. Em nghĩ vòng này cần một cái điều mà chắc là em không có, đó là sự khéo léo anh. Không khéo léo được hả em? Dạ em dở mấy cái mà chơi mà khéo léo vậy lắm. Còn ví dụ em thấy là kinh nghiệm trong trò chơi này như thế nào? Dạ hợp với em á, em thích làm mình mát lắm. Dạ nó nhẹ nhàng êm ái đúng không? Nhưng chúng ta phải giữ thăng bằng nhá, cùng với hai chàng trai trong đội của mình nữa. Ở đây á, những trò chơi của chúng tôi thì sẽ luôn luôn có những cái thông điệp hay dành cho tất cả mọi người. Đối với cái việc này chắc chắn rồi, cần thứ nhất là sự bình tĩnh, khéo léo, sự tập trung khi mà chúng ta tham gia an toàn giao thông trên đường. Và đặc biệt hơn hết là khi mà có những cái vật cản như thế này thì các bạn vẫn phải bình tĩnh để chúng ta xử lý được tình huống. Rồi quánh tù xì đi, đội nào tham gia thi đấu trước nè. Móc hãy bắt. Rồi phần thắng thuộc về Vi Sù. Em được quyền quyết định đó em. Em thi trước hay thi sau? Dạ thi trước có gì đâu. Thi trước chưa? Dạ. Dạ chơi. Vỗ tay. Mời các em vô đây. Em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Chỉ có 1 phút 30 giây thôi nha. Và bây giờ thời gian 1 phút 30 giây dành cho đội Sóc Nâu bắt đầu. Ê bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Wow. Rồi Vi Sù di chuyển lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Vượt thanh xà ngang. Hai. Khá là đơn giản. Hãy chạy về cùng một phía. Chạy về cùng một phía. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, rồi, di chuyển. Dưới đây, dưới đây, dưới đây. Tiếp nào. Chúng ta xài hết 30 giây rồi. Càng nhiều càng tốt. Cố lên. Nào, đội Báo Hồng ủng hộ nào. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Chọc phá cũng được, không cần cố lên đâu.
Ừ. Visu ơi, cố lên nha Visu. Cố lên chị ơi. Lưu Hành biết là em thua rồi cho nên cố lên. Cố lên. Hãy nghĩ tới 50 triệu đồng phía trước của em à. Còn 10 giây thôi á. Yên tâm, còn tới 25 giây lận. Vô, lượt nữa, lượt nữa, lượt nữa. 15 giây, nhanh lên. Lên luôn, đúng rồi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và hết thời gian. Giống như tất cả quý vị cũng nhận thấy một điều rất rõ ràng. Ở chiếc thùng kia chúng ta có 4 quả banh. 4 quả là một số cũng nhiều đó. Dạ cũng được. Tham gia trò chơi này em thấy có khó khăn gì không em? Em thấy là cần đòi hỏi tập trung nhiều quá. Tập trung. Với lại mình phải giữ thăng bằng cho tốt nữa. Bây giờ mình về chỗ chứ đúng không? Dạ. Chúc mừng các em. À, càng ra luôn nè. Dạ, dạ. Em tự giác anh, em tự giác được. Tự giác là điều tốt đúng không? Nhưng mà phải bình tĩnh tự tin nữa. Hy vọng may mắn. Tụi em nghĩ là được mấy quả? Nghĩ là chắc được cỡ 10 quả. Cỡ 10 quả. Em chỉ mong 4 quả thôi. Dạ. Rồi bên đây thì quá tự tin 10 quả. Cố gắng lên. Bắt đầu. À cả một tay luôn à. Anh ơi từ 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 tự tin nè. À, em không biết đường xuống này. Bước qua bước qua. Từ 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 từ. Em cứ đi đi. Em cứ đi đi. Dễ 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 lẽ dễ lẽ. Không được chạm vào vạch quy định của chương trình. Anh từ từ chân em ngắn hả? Thôi không biết đường nữa. Em cứ đi đi, em cứ đi đi. Anh ấy chờ. Bình tĩnh nha. Rồi. Nếu như nó tưng ra bên ngoài là mình cũng không tính luôn nha. Nhanh lên còn 15 giây à, 15 giây à. Nhanh lên tốc độ lên. Trời mỗi lần qua cái bục này là em sợ ghê luôn á. Em buông ra luôn đi, em buông ra luôn đi. Nhanh lên, chúng ta còn lại 30 giây. Còn banh thứ tư. Thôi đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Đi từ hơi rung cho banh rồi kìa. Các bạn chỉ cần 5 quả là các bạn là người chiến thắng rồi. Đi từ thôi. Đâu còn gì đâu. Còn lại 20 giây, cố lên một lượt nữa nào. Và nhanh một lượt nữa. 15 giây, có kịp không? Cố lên, đi. Từ từ thôi, đâu gì đâu gấp. 10, 9, 8, 7, 6. Chạy anh ơi, chạy luôn, chưa luôn. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Wow, tiếc quá. Thật sự rất là tiếc. Thật là tiếc ở quả banh màu xanh dương. Nếu như mà mình cẩn thận một tí xíu thôi là mình cũng đã có cơ hội chiến thắng rồi với 5 quả banh. Nhưng không sao, tỷ số 4 đều cân bằng. Yeah. Cho nên chúng ta sẽ có lượt thi vụ. Lượt thi vụ này chúng tôi sẽ rút ngắn thời gian lại hơn. Mà chúng ta chỉ có 45 giây dành cho mỗi đội chơi. Để coi đội nào có nhiều banh hơn nhé. Rồi mời các bạn về vị trí của mình. Lượt này chỉ có 45 giây thôi, mọi thứ rất là gấp rút. Bọn em hãy thật là tự tin nhé. Và bây giờ, thời gian 45 giây. 1, 2, 3, bắt đầu. Cố lên, cố lên. Có bật đó nha. Có cơ hội chiến thắng nha. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chưa rớt đâu, chưa rớt đâu. Để đừng có cử động cái tay đó ra. Nhưng mà phải nhanh, phải nhanh, phải nhanh. Về đích, dứt điểm nhanh. Rồi, chạy. Một người cầm nó đúng rồi. Rồi xong, về đây, cầm lên. Rồi, di chuyển, nhanh. 22 giây. Bây giờ đội nào rớt một quả thôi là lấy thua liền. Rồi, nhanh. Hay á. Kỹ xảo này là hay nè. Một người cầm thanh xà ngang thôi. Chạy về cho nó nhanh. 7 giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1. Dứt điểm. Hồi nãy 1 phút rưỡi mà được có 4 quả, lần này 45 giây mà được 3 quả. Quá xuất sắc, chúc mừng các bạn. Về các bạn vị trí. Ráng lên nhá, 4 quả mới hạnh phúc nha. Yeah. Và bây giờ, thời gian 45 giây, bắt đầu. Đừng để rớt quả nào, đừng để rớt quả nào hết. Hơi lo lắng ơi, cho các bạn ơi. Nhanh. Thôi. Tập trung nè, tập trung, bình tĩnh. Ê, bình tĩnh.
Cố lên, cố lên. Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Cao lên, cao lên. Đúng rồi. Ây trời ơi, tiến quá nhanh lên, 15 giây. Nhanh quá là rớt. Đừng bỏ cuộc. Chậm quá, nhanh quá là rớt. Chậm thôi, từ từ thôi. Đừng bỏ cuộc. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Đội sóc nâu các bạn có 3 quả banh và đội báo hồng các bạn chỉ có 1 quả banh ở lượt cuối cùng này mà thôi. Cho nên 10 điểm nữa thuộc về đội sóc nâu. Về cái đi. Dạ. Và thông báo với cả hai đội chơi ngày hôm nay, hồi nãy là chúng ta vượt xa khá là nhiều, 19, 11 đúng không ạ? Các bạn được cộng 10 điểm nữa, các bạn có 21 điểm. Vậy là chúng ta đã lội ngược dòng, có cơ hội bước vào vòng trong, chinh phục 50 triệu đồng ngày hôm nay nhé. Sao đội báo hồng, các bạn thấy như thế nào? Nói thật thì em hơi tiếc chút xíu, em có hơi gấp trong trò chơi này. Thảo, em thấy đến với chương trình này, tuy không phải là người may mắn chiến thắng để bước vào vòng trong nữa, nhưng mà em có cảm xúc như thế nào, muốn chia sẻ hay không? Cảm xúc của em bây giờ thì thật sự là khá là buồn á. Dạ. Tại vì em đã thất bại. Dạ. Nhưng mà em cũng rất vui khi được đến tham dự chương trình, gặp được chị Sù, anh Lưu Hàn với lại bạn đây. Em nghĩ là em tham gia chương trình này sẽ rất là bổ ích cho em. Ngày hôm nay cảm ơn Lưu Hàn, cảm ơn Thảo đã đến với chương trình. Và đặc biệt chúc mừng cho đội chiến thắng ngày hôm nay là đội Sóc Nâu. Đội của các bạn đừng ngủ quên trên chiến thắng. Chúng ta vẫn còn một vòng cuối cùng nữa nha. Và giải thưởng là 50 triệu đồng. Trước khi tham gia thi đấu thì không biết là đội chưa may mắn chúng ta phải ra về có muốn gửi lời chúc gì không đến với đội Sóc Nâu? Lấy 50 triệu về ăn chè. Ủa, ăn chè 50 triệu hả? Đúng. Ăn chè đâu? Thiệt luôn á. Ăn hết 50 triệu luôn nha. Cố lên. Chị ơi, chúc chị may mắn nha. Và Minh Dù cũng vậy, chúc các bạn sẽ mang về 50 triệu. Bởi vì có rất là nhiều đội chơi đã có cơ hội lãnh 50 triệu rồi. Và bây giờ, còn chân chơi gì nữa, hãy cùng nhau đến với vòng cuối mang tên Về Nhà Đi Anh. Xin mời. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Anh. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Và ngay giây phút này, Minh Dù phải nói các bạn trong đội Sóc Nâu ngày hôm nay, các bạn là quá là may mắn. Bởi vì là các bạn đã có một cú lội ngược dòng ở vòng thi đấu thứ 3 và có cơ hội mang về 50 triệu đồng trong vòng thi đấu cuối cùng này, mang tên Về Nhà Đi Anh luôn. Các bạn sẽ cùng với Minh Dù bốc thăm ngày hôm nay ở trên đây nhé. Rồi, mời hai bạn bốc thăm nè. Dạ. Trộm đều rồi đó, cái thôi. Rồi, coi cùng với nhau. Hãy cho Minh Dù và tất cả quý vị khán giả biết trong đó là bộ câu hỏi nào? Bộ câu hỏi trắc nghiệm. Các bạn thân mến, hãy nhìn về màn hình LED của chương trình và xem một màn ảo thuật ngay bây giờ. Ba la về nhà đi ăn lên. Đây là chiếc xe bự hơn, vừa size với các bạn. Cứ đúng một câu là xe sẽ chạy tới một cột mốc hoàn toàn khác nhau nha. Và bây giờ, thời gian dành cho đội Sóc Nâu. Câu hỏi của chúng ta như sau. Việc nối kéo với xe được kéo trong trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì phải dùng cách nào? A. Dùng dây cáp có độ dài 5m. B. Dùng thanh nối cứng. Trả lời luôn. A. A hay B? A. A chưa chính xác. Câu hỏi số 2. Người lái xe phải giảm tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây? A. Khi vượt xe khác. B. Khi cho xe chạy sau vượt. A. Chưa chính xác. Câu hỏi tiếp theo như sau. Khi điều khiển xe ô tô xuống dốc cao, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào dưới đây? A. Tăng lên số cao, nhả bàn đạp ga ở mức độ phù hợp, kết hợp với phanh chân để khống chế tốc độ. B. Về số thấp, nhả bàn đạp ga ở mức độ phù hợp, kết hợp với phanh chân để khống chế tốc độ. B. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo như sau. Trong các trường hợp nào dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông cho người lái xe điều khiển như thế nào khi tầm nhìn vượt hạn chế bởi sương mù? A. Tăng tốc độ, bật đèn pha, vượt xe trước. B. Giảm tốc độ, chạy cách xa xe trước với khoảng cách an toàn. B. Chính xác. Phương tiện giao thông đường bộ gồm những loại nào? A. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ. B. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dụng. B.
Chưa chính xác. Câu hỏi tiếp theo: xe sau có thể vượt bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào? A. Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc rẽ trái hết thời gian. Và chúng ta đã trả lời đúng được hai câu, và cột mốc tiền thưởng của các bạn là 3 triệu đồng ngày hôm nay. Rất là tiếc, bởi vì thật sự ra cái bộ câu hỏi này nó cũng khá là phức tạp, dành cho tất cả mọi người phải nghe thật là kỹ từng câu từng chữ luôn. Không sao cả, chúng ta vẫn đã có cơ hội đến với vòng cuối, đúng không? Để biết được thêm nhiều kiến thức. Thế mời các bạn ra sân khấu nào. Hôm nay thật sự phải nói Vi Sù là một người ít tham gia giao thông, nhưng mà bạn cũng đã có nhiều phần thắng ngày hôm nay cùng với chương trình này, và đặc biệt là người bạn cùng chơi nữa. Cảm giác của em như thế nào? Đó, khi mà đến với chương trình này á, em đúng là chưa biết nhiều luật giao thông quá, nhưng mà khi mà tham gia xong rồi thì mình cảm thấy là thì ra nó phức tạp, nó nhiều tới mức như vậy, nên là mình nghĩ là khi mà về tới nhà mình phải nghiên cứu thêm nhiều hơn. Dạ, đồng ý. Còn em, An? Dạ, em rút được kinh nghiệm riêng cho bản thân em là tham gia giao thông mình cần phải tập trung và đừng có lơ là để mà bị tai nạn. Cảm ơn và chúc mừng cho đội Sóc Nâu ngày hôm nay, các bạn có được số tiền thưởng là 3 triệu đồng. Yeah, và đây là 3 triệu đồng dành cho đội chơi Sóc Nâu. Chúc mừng các bạn một lần nữa nha. Cảm ơn anh. Rồi, thật sự phải nói chương trình của chúng ta thì luôn luôn mong muốn là sẽ có nhiều cái câu slogan hay, có thể là đố thơ chẳng hạn. Phần cuối của chương trình thì anh Minh Sù hay nói một cái câu. À, em có coi không? Dạ có, em rất là thích một câu slogan của anh Minh Sù: nhiễu điều phủ lấy giá gương, đi xe nhường nhịn là thương chính mình. Chính xác là như vậy rồi. Và hy vọng rằng là cứ mỗi tuần chúng tôi sẽ lan tỏa một thông điệp hoàn toàn khác nhau. Còn ngày hôm nay xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của chính tất cả quý vị. Đừng quên mở TV một tuần sau nhé, 21:15 ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ, Minh Sù xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.